Chào các em. Như vậy là chúng ta đã kết thúc tuần học trực tuyến đầu tiên và bước vào tuần học thứ hai. Bài học trước, các em đã được tìm hiểu về vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản của châu Á. Bài học hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đặc điểm khí hậu. Khí hậu là thành phần tự nhiên rất quan trọng, có tác dụng chi phối sự hình thành các thành phần tự nhiên khác như địa hình, sông ngòi, cảnh quan, cũng như điều kiện sống và sản xuất của con người. Để hiểu rõ hơn đặc điểm khí hậu của châu Á, chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài 2, tiết 2, khí hậu châu Á. Trước khi tìm hiểu bài học, các em sẽ dành thời gian để đọc nội dung của bài 2, khí hậu châu Á, trong sách giáo khoa điện tử trang 7 và trang 8. Sau khi học xong bài học này, các em sẽ trình bày được đặc điểm khí hậu của châu Á, giải thích được sự đa dạng và phân hóa phức tạp của khí hậu, so sánh được sự khác biệt về các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục một số khó khăn do các kiểu khí hậu mang lại. Các em lưu ý, khi chúng ta thấy xuất hiện biểu tượng này, thì các em sẽ hoàn thiện những nội dung trong slide đó vào trong tập của mình. Bài học hôm nay gồm có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất, khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng. Sự đa dạng được thể hiện qua việc phân hóa thành các đới khí hậu và phân hóa thành các kiểu khí hậu. Nội dung thứ hai, khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa. Một nhỏ, khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng. A. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khí hậu khác nhau. Các em quan sát vào hình 2.1, trang 7, sách giáo khoa địa lý lớp 8 hoặc là quan sát lên trên màn hình. Chúng ta sẽ tiến hành đọc lược đồ. Đầu tiên là tên lược đồ. Đây là lược đồ các đới khí hậu ở châu Á. Tiếp theo chúng ta sẽ đọc bảng chú giải. Đọc bảng chú giải thì chúng ta sẽ thấy là lược đồ này sẽ thể hiện cho 5 đới khí hậu. Các đới khí hậu thì sẽ được thể hiện bằng các số, mỗi số thì tương ứng với một màu. Đới khí hậu cực và cận cực sẽ được thể hiện là màu vàng, số 1. Đới khí hậu ôn đới là số 2 và được thể hiện là màu xanh dương. Đới khí hậu cận nhiệt được thể hiện là màu nâu. Đới khí hậu nhiệt đới được thể hiện là màu xanh lá cây. Và đới khí hậu xích đạo thì được thể hiện là màu tím. Và trong các đới khí hậu thì lại chia ra thành các kiểu khí hậu. Cô ví dụ, ở đới khí hậu ôn đới thể hiện là màu xanh dương. Thì màu xanh dương mà có sọc ngang sẽ là kiểu ôn đới lục địa. Xanh dương mà lại giấu huyền thì sẽ là kiểu ôn đới gió mùa. Hay là màu xanh dương mà sọc dấu sắc thì sẽ là kiểu ôn đới hải dương. Rồi tiếp theo, ký hiệu dấu cộng sẽ thể hiện cho ranh giới giữa châu Á và châu Âu. Đường nét đậm màu xanh đen sẽ là ranh giới giữa các đới khí hậu. Và đường nét đứt đậm sẽ là ranh giới kiểu khí hậu. Sau khi đọc lược đồ xong, các em sẽ đọc tên các đới khí hậu ở châu Á từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo dọc theo kinh tuyến 100 độ Đông. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định kinh tuyến 100 độ Đông. Đây chính là đường kinh tuyến 100 độ Đông. Từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo, châu Á sẽ có các đới khí hậu nào? Đầu tiên là màu vàng, đây sẽ là đới khí hậu cực và cận cực. Là đới khí hậu ôn đới. Đới khí hậu cận nhiệt. Đới khí hậu nhiệt đới. Và đới khí hậu xích đạo. Như vậy, từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo,
châu Á sẽ có 5 đới khí hậu, đầy đủ các đới khí hậu trên trái đất. Vậy tại sao khí hậu châu Á lại chia ra thành nhiều đới khí hậu như vậy? Các em sẽ liên hệ lại bài số 1. Đó là do lãnh thổ của châu Á kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo nên đã hình thành nên nhiều đới khí hậu khác nhau. Các em hoàn thiện nội dung phần A vào trong tập. Khí hậu châu Á phân hóa thành 5 đới khí hậu. 5 đới khí hậu này lại phân hóa thành các kiểu khí hậu khác nhau. Vậy cụ thể là các kiểu khí hậu nào? Chúng ta tìm hiểu phần B. Các đới khí hậu phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu. Quan sát lược đồ các đới khí hậu châu Á cho cô biết đới khí hậu nào chia thành nhiều kiểu khí hậu nhất. Đó là đới khí hậu cận nhiệt, chia ra thành 4 kiểu khí hậu. Đó là kiểu cận nhiệt địa trung hải, kiểu cận nhiệt gió mùa, kiểu cận nhiệt lục địa và kiểu núi cao. Tiếp đến là đới khí hậu ôn đới, chia ra thành 3 kiểu khí hậu, bao gồm có kiểu ôn đới lục địa, kiểu ôn đới gió mùa và kiểu ôn đới hải dương. Và đới khí hậu nhiệt đới thì sẽ chia ra thành 2 kiểu khí hậu, bao gồm có kiểu nhiệt đới khô và kiểu nhiệt đới gió mùa. Vậy đới khí hậu nào thì không bị chia ra thành các kiểu khí hậu? Đơn giản phải không nhỉ? Đó là đới khí hậu cực và cận cực và đới khí hậu xích đạo. Đới khí hậu cực và cận cực thì nó không bị chia ra thành các kiểu khí hậu do là ở đây có khối khí cực khô lạnh thống trị quanh năm. Còn đới khí hậu xích đạo thì do ở đây có khối khí xích đạo nóng ẩm thống trị quanh năm. Quan sát lên lược đồ, các em sẽ đọc tên các kiểu khí hậu từ Tây sang Đông theo vĩ tuyến 40 độ Bắc. Chúng ta sẽ xác định vĩ tuyến 40 độ Bắc. Từ Tây sang Đông sẽ có các kiểu khí hậu nào? Đó là kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải, kiểu ôn đới lục địa, kiểu cận nhiệt lục địa, kiểu núi cao, tiếp tục là kiểu cận nhiệt lục địa, và cuối cùng là kiểu ôn đới gió mùa. Các em thử suy nghĩ xem là tại sao ở trong mỗi đới khí hậu lại chia ra thành nhiều kiểu khí hậu như vậy? Đó là do lãnh thổ của châu Á rất rộng lớn, lớn nhất trên thế giới và do ảnh hưởng của địa hình núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm và phía tây nam cho nên đã chắn gió mang hơi ẩm từ biển vào trong nội địa. Cho nên trong mỗi đới khí hậu lại bị phân thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là khí hậu châu Á vừa có sự phân hóa theo chiều từ Bắc xuống Nam, vừa có sự phân hóa theo chiều từ Tây sang Đông. Ở trên các dãy núi và sơn nguyên cao thì khí hậu còn có sự phân hóa theo độ cao. Các em hoàn thiện nội dung phần B vào trong tập. Khí hậu châu Á thì phân hóa ra thành 5 đới khí hậu. 5 đới khí hậu này thì lại tiếp tục phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau. Và phổ biến nhất đó là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa. Vậy các kiểu khí hậu này có đặc điểm gì
và phân bố ở đâu? Chúng ta sẽ chuyển sang phần 2. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa. Các em đọc lược đồ các đới khí hậu châu Á và cho cô biết. Khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa sẽ bao gồm có các kiểu khí hậu nào? Và đầu tiên là khí hậu gió mùa thì sẽ bao gồm có kiểu ôn đới gió mùa, cận nhiệt gió mùa và nhiệt đới gió mùa. Khí hậu lục địa sẽ bao gồm có ôn đới lục địa, cận nhiệt lục địa và nhiệt đới khô. Vậy khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa sẽ phân bố ở khu vực nào của châu Á? Đầu tiên là kiểu ôn đới gió mùa sẽ phân bố ở khu vực Đông Á. Kiểu cận nhiệt gió mùa cũng phân bố ở khu vực Đông Á. Tiếp đến là kiểu nhiệt đới gió mùa sẽ phân bố ở Đông Nam Á và Nam Á. Tiếp theo là khí hậu lục địa thì kiểu ôn đới lục địa và cận nhiệt lục địa sẽ phân bố ở vùng nội địa, và kiểu nhiệt đới khô sẽ phân bố ở khu vực Tây Nam Á. Về đặc điểm của khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa thì các em sẽ đi phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở bài tập số 1 trang 9 trong sách giáo khoa. Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của 3 địa điểm. Bây giờ chúng ta sẽ đi xác định vị trí của 3 địa điểm này trên lược đồ và xác định xem là nó thuộc kiểu khí hậu nào. Đầu tiên là Yangon, thành phố lớn nhất ở Myanmar, thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa. Riyadh, thủ đô của Ả Rập Xê Út, thuộc kiểu Ulaanbaatar, đây là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất ở Mông Cổ, sẽ thuộc kiểu như vậy thì chúng ta sẽ đi tiến hành phân tích biểu đồ của Yangon. Đây là biểu đồ đại diện cho khí hậu gió mùa. Còn Riyadh và Ulaanbaatar thì hai biểu đồ này đều thuộc khí hậu lục địa, cho nên chúng ta sẽ đi phân tích biểu đồ của Ulaanbaatar. Phân tích biểu đồ của Yangon thì về nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C, nhiệt độ thấp nhất thì khoảng 25 độ C. Ở trong năm thì có 2 lần nhiệt độ lên cao là vào tháng 5 và tháng 10, và 2 lần nhiệt độ xuống thấp là tháng 1 và tháng 12. Biên độ nhiệt trong năm ở đây khá lớn, khoảng 7 độ C. Về lượng mưa thì lượng mưa trong năm là 2.750mm, lượng mưa khá lớn và chia thành hai mùa rõ rệt. Từ tháng 5 đến tháng 10 mưa nhiều bởi vì lượng mưa của các tháng đều trên 100mm. Từ tháng 11 cho đến tháng 4 năm sau thì mưa ít. Ulaanbaatar, lượng mưa, nhiệt độ cao nhất là 25 độ C và nhiệt độ thấp nhất âm 7 độ C. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là ở đây thì vào mùa hè thì nóng, nhiệt độ trung bình thì trên 20 độ C. Còn vào mùa đông thì rất lạnh và nhiệt độ thì dưới 0 độ C. Biên độ nhiệt trong năm ở đây rất cao, khoảng 30 độ C. Về lượng mưa thì lượng mưa rất ít, khoảng 220mm và tập trung thì vào mùa hè. Trong đó thì có 3 tháng khô hạn, đó là tháng 10, 11 và 12, không hề có mưa. Như vậy thì đặc điểm chung của khí hậu gió mùa là vào mùa hạ thì nắng, ẩm và mưa nhiều. Vào mùa đông thì khô, ít mưa và lạnh. Khí hậu lục địa thì vào mùa hạ khô và nóng. Mùa đông thì khô và lạnh. Biên độ nhiệt ngày đêm và biên độ nhiệt trong năm chênh lệch nhau lớn. Vậy các em cho cô biết là tại sao lại có sự khác nhau giữa khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa?
Đó là do châu Á có kích thước rộng lớn, địa hình bị chia cắt phức tạp, núi và cao nguyên đồ sộ đã ngăn ảnh hưởng của biển vào trong đất liền. Vậy em cho cô biết, Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào và thuộc kiểu khí hậu nào? Rất đơn giản phải không nhỉ? Việt Nam sẽ nằm trong đới khí hậu nhiệt đới và thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa. Các em hoàn thiện nội dung phần 2 vào trong tập. Quan sát 4 hình ảnh sau và cho cô biết cảnh quan nào thuộc khí hậu gió mùa và cảnh quan nào thuộc khí hậu lục địa. Hình 1 và hình 3 sẽ là cảnh quan ở khí hậu gió mùa. Còn hình 2 và hình 4 sẽ là cảnh quan ở khí hậu lục địa. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em vào tiết học tuần sau.